Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ bắt hồ tiếp nha bạn. Mình đặt hai đơn hàng, một đơn này và một đơn bên này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui ra xem có xe gì trong này nha các bạn. Bắt đầu. Đây. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, xe trộn bê tông nha các bạn. Ở đây mình có xe trộn bê tông nha. Wow, bây giờ mình sẽ tháo ra xem. Xem thử xe này là xe chạy bằng gì nha các bạn. Một chiếc xe trộn bê tông khá nặng luôn bạn. Wow, bằng cái này bình bình sắt này các bạn, không phải bình nhựa nữa nha. Chạy thử coi. Wow, nặng lắm các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Một chiếc wow, đây là một chiếc xe bồn này các bạn. Xe này là chữa xăng này các bạn ơi, nó chữa đồ dễ cháy này các bạn. Để tháo ra xem thử nha. Wow, lại là một chiếc xe màu đen nữa này các bạn ơi. Đây. Một chiếc xe bánh đà. Tuyệt vời luôn. Xe này chữa nhiên liệu dễ cháy nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Cắm lửa nè. Rồi. Chạy thử đi. Wow, tông trúng chiếc xe trộn bê tông luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ xem thử chiếc gì nữa nha. Một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đó. Đây là một chiếc xe máy xúc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gửi ra xem. Một chiếc xe máy xúc khá là ngon các bạn ơi. Đây là bằng hộp kim mình. Đây là bằng nhựa này các bạn. Còn nhưng mà này là bằng sắt này các bạn ơi. Khá đẹp luôn. Xe này bánh đà khá chắc chắn luôn các bạn. Xe máy xúc này các bạn. Rồi, chạy thử xem ra nha. một hai ba chiếc xe đứng xếp hàng rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ xe gì nữa ta, một chiếc xe nữa này các bạn. Xe này cầm cắt cái này một giò đây. Đây là một chiếc bạn, đây là một chiếc xe gì đây. Mình sẽ cưới ra xem nữa. Một chiếc xe chữa đá này các bạn ơi. Đá lộn xộn này các bạn. Quá dữ luôn. Tuyệt vời luôn. Xe này bằng hợp kim nha các bạn. Đầu này bằng sắt này các bạn ơi. Còn cái đây bằng nhựa này. Bánh đà khá là ok thì các bạn. Rồi, mình sẽ chạy thêm nữa nha. 1 2 3 4 chiếc nha các bạn. Rồi. Ok, 4 chiếc xe. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này tiếp nha các bạn. Đây, hộp này. Rồi, mình sẽ cắt ra. Xe này gì luôn mẹ ta. Nguyên một hàng xe luôn nè các bạn ơi. Đây là một chiếc chiếc xe chữa đất này các bạn. Xe chữa đất nha. Rồi, mình tháo ra luôn. Xe chữa đất nhỏ chút xíu nè các bạn. Xe chữa đất nhỏ có bánh đà nè các bạn. Test xem không. Tuyệt vời. Rồi, một chiếc. Rồi, tiếp tục. Đó là một chiếc xe chữa nguyên liệu dễ cháy nữa này các bạn ơi. Ok. Đây là bình ở trên chữa cho mình cho sẽ cho dầu vào đây này các bạn. Rồi, tháo ra xem. Tháo ra chạy thêm nha. Rồi. Tuyệt vời. Tầm trống 1 2 3 4 5 6 được 6 chiếc rồi các bạn ơi. Tiếp tục bây giờ mình sẽ xem thử. Lại là một chiếc xe y vậy các bạn.
Wow, xe đây là một chiếc xe trộn bê tông nữa nè. Đó, bạn thấy chưa? Mình được nem chiếc luôn các bạn ơi. Một xe máy xúc nhỏ này. Rồi, một xe bê tông nhỏ này, bên kia có xe bê tông lớn nha các bạn. Rồi, mình sẽ tháo chiếc xe bê tông nhỏ này ra. Đây. Wow, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ chạy test thử nha các bạn. Wow. Thông trống tường luôn các bạn. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ lại tháo chiếc xe máy đào này ra luôn nha các bạn. Đó. Wow. Đây là một chiếc xe máy xúc nhỏ nha các bạn. Wow, cái đây có bô này các bạn ơi. Nó có bô lên ống khói này các bạn, ống xả này. Tuyệt vời. Rồi, mình sẽ test thêm. Wow, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục. Đây, mình sẽ rửa một chiếc xe bồn nữa nha các bạn. Xe bồn này là chiếc xe bồn chứa nguyên liệu dễ cháy này các bạn. Đó. Nguyên liệu dễ cháy nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Chạy thôi. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiếc nha các bạn. Tiếp tục. Wow. Đây là một các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Đó. Một chiếc xe cần cẩu khá là lớn luôn các bạn. Có bánh đà này các bạn. Thấy chưa? Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi. Mình sẽ chạy luôn. Tiếp theo mình có xe hai chiếc xe máy xào nữa các bạn. Wow, trong này có chiếc xe gì đây nữa các bạn ơi. Đó. Tuyệt vời. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Wow, xe cần cẩu có mấy xe, xin lỗi nha các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc này to lớn này các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn. Wow, đây là có một cái chiếc súng nữa nè các bạn. Đó, thấy chưa? Này có nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Đây là một chiếc súng. Không biết có đèn hay không. Đây súng có súng có chỗ bỏ pin nữa nè các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Wow. Bây giờ mình sẽ chơi nha. Rồi xem tí. Khá nhiều xe luôn nè các bạn. Wow. Xe này khá nặng chắc chắn nha các bạn. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. Mình sẽ để xen kẽ nè các bạn. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, nhiều xe quá các bạn ơi. Đó, tuyệt vời chứ các bạn. Khá tuyệt vời luôn nha. Nhiều xe quá. Đây, xe trộn bê tông này bên đây. Wow, đây là có một chiếc xe cần cẩu này các bạn. Xe cần cẩu, xe chữa đất nè. Và một chiếc xe máy xúc luôn nè các bạn. Wow. Bán xe máy xúc này cái cần xúc của nó khá là cao luôn này các bạn. Quá tuyệt vời luôn.